Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái mẫu đan phên như các bạn đang thấy trên màn hình. Tấm phên bằng tre hay là bằng nứa đó, không có lạ gì với người Việt Nam mình hết ha. Cái mẫu in dạng này ấy, thường được gọi là pattern. Nó còn được gọi là mẫu nền hoặc là mẫu buông rơi. Vì các bước array của cái object á, được lặp lại theo một thông số đã được định trước. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ mẫu ở bên trái này trước nha. Đây chúng ta, các bạn thấy chúng ta có hai cái mẫu. Nó hơi khác nhau một chút xíu, nó là biến thể của nhau thôi nha. Ok. Tôi sẽ bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ cái mẫu này trước nha. Rồi. Giờ tôi cắt cái mẫu này đi ha. Tôi cắt cái hình thứ hai này, tôi còn chân x tôi cắt nó. Rồi. Và tôi tạo một trang mới, tôi tạo một trang mới, tôi paste nó vào đây nha, còn chân v paste nó vào đây. Để làm gì ạ? Để tôi mỗi một trang đó là một hình cho dễ coi ha. Rồi. Tôi trở lại cái mẫu này. Move nó sang đây nha. Rồi. Ok. À. Các bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái mẫu này nha. Mẫu này. Rồi. Cái mẫu này đó nó là tập hợp của nhiều hình chữ nhật được tô chuyển sắc. Các bạn thấy không ạ? Nó tập hợp với nhiều hình chữ nhật được tô chuyển sắc. Quan sát kỹ thì ta thấy nó chỉ có hai hình chữ nhật chính thôi nha. Hai hình chữ nhật chính là cái hình này, hình này và hình này. Thấy không? Đó. Và nó có các cái bước lặp lại ha. Nè, thí dụ bước đây là cái hình, theo là cái hai cái hình chữ nhật gốc nha, nó sẽ lặp lại ha. Đây là nó lặp lại theo trục x, lặp lại theo trục x, lặp lại theo trục x, được chưa nào? Đó là nó lặp lại theo trục x và lặp lại theo trục y đó, thì nó lặp đây, thí dụ hình gốc ở đây nó lặp lại đây, lặp lại ở đây, lặp lại ở đây, được chưa nào? Rồi đó. Và cái khó của bài này á là làm sao chúng ta tính toán được cái bước array của hai cái hình chữ nhật này nha. Rồi, đồng hồ array đã có tôi ở đây nha, nó không thể làm khó các bạn được. Nhưng mà quan sát kỹ hơn á, chúng ta thấy thực tế hình gốc của nó chỉ là một hình chữ nhật mà thôi, đó là cái hình này. À, hình còn lại, đây là cái hình còn lại nha. Hình còn lại chính là cái bản copy đã được xoay 90 độ nha. Đó, rồi. Bắt tay vào việc thôi. Let's go. Trước tiên tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nha. Dùng công cụ rectangle. Vẽ một cái hình chữ nhật. Đó. Ok, tôi định kích thước của nó nha. Định kích thước của nó trên đây này. Là ví dụ cho nó ấy là 40 và 20 nha. 40 và 20 mm. Được chưa nào? Rồi. F2. Không lớn rồi. Bây giờ tôi dùng công cụ Interactive Fill Tool nha, để tô chuyển sắc cho nó. Công cụ này chúng ta học rồi, đúng không? Rồi, ok. Giữ Control nha, giữ Control để cho nó tô chuyển sắc cho nó. Giữ Control. Rồi, ok. Rồi, tôi đổi màu ở đây. Đổi màu ở đây. Cho nó thành màu đen. Rồi, cho thành màu đen. Rồi, ở chỗ này nè, tôi cho một điểm ở chỗ này tôi cho màu trắng. Rồi, tôi cho màu trắng. Được chưa nào? Để chắc chắn cái điểm trắng này nó nằm ở ngay giữa thì tôi vào Edit, tôi vào Edit Fill. Rồi, các bạn thấy không? Cái position này nè, nó đâu có đúng 50% đâu. 50% là giữa ha, tôi nhập vào 50%. Rồi, ok. Được chưa nào? Rồi chắc chắn bây giờ nó ở giữa. Rồi, ha. Rồi. Tôi chọn hình chữ nhật này và tôi nhấn phím cộng để có thêm một hình nữa nha. Có thêm một hình nữa. Rồi. Tôi xoay nó 90 độ. Rồi. Bây giờ chúng ta quan sát cái hình này. Quan sát cái hình này ha. Thì cái hình chữ nhật sau á nó sẽ nằm ở cái vị trí này nè, đúng không? Đây, nằm vị trí bên cạnh của cái hình gốc, đúng không nào? Rồi,
Ok, và đậm hình bên cạnh ha. Rồi tôi sẽ chọn nó, tôi sẽ canh lề nó với cái hình gốc. Rồi canh lề thì chúng ta đã có bài học rồi nghe. Object là align and distribute nha. Canh lề trái phím tắt là L, canh lề bottom, canh lề đáy ấy, là chữ B nha. Có bài rồi nha, tôi ôn lại thôi. Rồi bây giờ tôi nhấn phím tắt nha, chữ B và chữ L. Rồi các bạn thấy không? Rồi bây giờ tôi lật cái hình này xuống nha. Tôi chọn nó, tôi giữ Ctrl nha, giữ Ctrl và tôi lật nó xuống. Ok, được chưa nào? Rồi bây giờ tôi group nó lại, hai cái này tôi group nó lại, Ctrl Z group lại nghe, hoặc là nhấn một cái nút này. Rồi được chưa nào? Tôi xoay nó 90 độ, ê, xoay 45 độ thôi, xin lỗi, xoay 45 độ thôi. Rồi được chưa, thấy nó đã giống với mẫu chưa? Rồi ok, bây giờ như thế này, chúng ta quan sát coi cái bước nhảy của nó như thế nào nha. Bây giờ tôi nhấn cộng, phím cộng để có thêm một cái hình nữa. Chúng ta quan sát cái bước nhảy của nó sẽ nằm như thế này, đúng không? Rồi phóng lớn lên để coi nha, bước nhảy của nó sẽ nằm như thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ phân tích vấn đề. Rồi, tức là cái góc này nè, nó sẽ được array, nó sẽ di chuyển sang góc này, được chưa? Bây giờ cái vấn đề là chúng ta phải đo được cái độ dài của cái này nha. Để đo độ dài của nó thì có nhiều cách lắm nha. Nhưng mà cái cách nhanh nhất và đơn giản nhất đó là tôi dùng freehand tool nha. Freehand tool ở đây này, nhưng mà tôi nhấn F5 nha, F5 freehand tool. Rồi các bạn nhớ bật cái snap to object lên nha, để cho nó bắt dính vào nha. Bắt dính vào đây các bạn thấy là nó là node ha. Node các bạn click một cái tới đây, node các bạn thấy không, node click một cái. Rồi các bạn nhấn phím spacebar rồi để coi kích thước của nó là bao nhiêu. Kích thước của nó là bao nhiêu? 28 chấm 28.4, đúng không? Kích thước của nó ở trên trên property báo là 28.284 nha. Rồi tôi ghi chú nó ở đây luôn nha. Rồi x chiều x á, x là 28 đúng không? 28.28 từ 28.4. Rồi bây giờ enter luôn, để y luôn, lát tôi sẽ thấy chụp y luôn nha. Rồi ok, để bây giờ muốn biết nó đúng hay không nha, muốn biết nó đúng hay không. Rồi tôi tôi chọn nó, cho cái này ra ngoài đi. Rồi tôi chọn nó và tôi array nó ra. Lệnh array chúng ta học rồi, nó ở lệnh transform đó, để sử dụng lệnh array á, nó nằm trong transform nha. Chúng ta chọn menu Window Docker và chọn transform, phím tắt của nó là Alt Net F7 nha, click nó. Rồi ok, rồi ở bên này nè ha, là chúng ta chọn transform position ha. Cái này chúng ta có bài học rồi nha, các bạn nào quên thì chịu khó coi lại bài học trước nha. Rồi tôi click vào cái nút này, được chưa nào? Rồi vừa rồi là cái bước nhảy của nó là bao nhiêu, bước nhảy của nó bao nhiêu, 28.284. Rồi ok, x là 28 đúng không, 28, 28.284. Rồi copy là một bản đúng không nha, apply có đúng không, đúng ha. Rồi nếu mà đúng thì chúng ta nhấn Ctrl A, chữ R Việt Nam đó nha, Ctrl A. Rồi chưa nào? Rồi ok, chúng ta đã được cái bước nhảy của trục x. Bây giờ sang tới trục y, tôi copy một cái này, nhấn phím cộng để có thêm một cái này nữa nha. Thì các bạn quan sát ở cái hình mẫu, quan sát ở cái hình mẫu thì nó nằm cái bước này này, các bạn em nó nằm đây đúng không, đây thì nó nằm đây, tức là nằm cuối cái phần cái đáy này thì nó nằm đây, được chưa nào? Đó là cái bước array, cái bước nhảy theo trục y nha. Tôi phóng lớn lên để tôi mình sẽ mình quan sát nó dễ hơn, để mình sẽ biết cách làm thế nào mình tính được cái bước nhảy của nó nha. Cái mẫu này nó khó, khó cái tính bước nhảy thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta coi nè, cái đỉnh này nè đúng không các bạn, các bạn coi nha, cái đỉnh này nè nó sẽ xuống đây đúng không, đó
cái đỉnh này đó nó xuống đây thì dễ rồi, nhưng mà các bạn phải đo từ đây này ha, các bạn sẽ đo từ đây cho nó xuống tới đây đúng không? Đó, nó xuống tới đây đó. Thì bây giờ này tôi bỏ cái này ra ngoài nha. Cái này là điểm ở ngay giữa ha, điểm midpoint nha, điểm giữa đỉnh xuống điểm giữa nha. Thì tôi xuống thế, tôi nhấn F5 để dùng freehand tool nhấp vào đây nốt, các bạn thấy chừng nào nó hiện ra chữ nốt nha, click một cái và tới đây midpoint, chừng nào hiện ra chữ midpoint các bạn nhấp ngay vào midpoint rồi nhấn P3 để coi nó kích thước là bao nhiêu. Đây các bạn coi trên property bar nó báo là 56.569 ha. Rồi ok, tôi sẽ chỉnh lại cái này luôn, ghi lại cho nó khỏi quên nha. 56.569 đúng không? Nó là trừ nha, trừ 56 tại mình xuống mà ha. Nó là trừ 56, trừ 56.569. Đó là cái bước array của trục y. Ok, tôi coi lại coi đúng hay không nha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm quét chọn cái này ha. Rồi tôi về bên transform, nhấp vào cái nút này ha, trừ 56.569, 56.569 apply đúng ha. Nếu mà đúng rồi thì tôi nhấn còn Ctrl A F4 dư một cái bỏ vớ đi. Rồi được rồi ha. Rồi ok, bây giờ là tôi rút cái này lại, rút lại ok đúng rồi đó nha. Rồi bây giờ còn cái chỗ này này, đây là cái ghi chú và cái hình, một cái hình giữ lại nha. Tôi quét chọn qua hai cái và tôi lock nó lại, lát nữa tôi sẽ nói tại sao phải lock nó lại nha. Bây giờ tạm thời chúng ta cứ viết vậy đi. Rồi bây giờ cái hình mẫu nó là người ta đổi màu đúng không, hình mẫu người ta đổi màu. Để đổi màu á, thì chúng ta đã học rồi nha, chúng ta đã học lệnh là find and replace. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở edit, find and replace, phím tắt của nó là Ctrl S. Rồi trong cái bảng find and replace này nè, là chúng ta nhấp vào file object, nhấp xuống và chúng ta chọn replace object nha, replace object. Ở phần này chúng ta chọn color bởi vì chúng ta thay màu mà, chúng ta đổi màu mà, color nha. Cái này có bài học rồi đó nha. Rồi tìm cái gì, file tìm cái gì, tôi tìm màu đen đúng không? Đúng rồi, tôi tìm màu đen, tìm màu đen rồi ok. Và tôi replay, tôi thay bằng màu gì? Tôi thay bằng màu đỏ nha, thay bằng màu đỏ được chưa nào. Rồi ở đây là nó là cái gì, nó là fountain fill cho nên là chúng ta sẽ chỉ để lại fountain fill thôi, chúng ta tắt hết mấy cái còn lại thì chỉ để lại fountain fill. Rồi ok, chúng ta nhấp file all, replay all. Các bạn thấy ở đây nó, chúng ta nhấn no nha, các bạn thấy là nó đã thay thế màu đen bằng màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế màu trắng bằng màu vàng, chúng ta làm tương tự như vậy, color thay thế màu trắng rồi bằng màu vàng, rồi cũng là fountain fill, nhấp file all, replay all nào, được chưa. Rồi ở đây chúng ta bỏ nét được chưa nào. Rồi chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nha, chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật, phím của nó là F6, tôi vẽ một hình chữ nhật. Rồi tôi canh lề nó với cái khối này, canh lề thì tôi làm nhanh nha, tại vì các bạn chịu khó đừng học nhảy, học với tôi đừng học nhảy nha. Tôi canh canh lề này, tôi nhắc lại chút xíu thôi nha, canh lề ở line này. Bây giờ tôi canh giữa hai chiều, có phải là canh giữa cả hai chiều nha. Rồi, canh giữa cả hai chiều này là C và Y, C và Y. À, canh giữa theo chiều ngang và chiều dọc C, Y. C là center đó nha. Y này, Y là Everest đó chứ không phải là Y là chữ ấy đó nha. Y là chữ Everest là trung bình đó nha. Đó. Rồi, chúng ta tôi nhấn cái tắt que này nha. Rồi bây giờ tôi nhấn Y và C.
bảo đảm nó vô giữa nha. Rồi tôi chọn cái này và tôi object power clip place inside frame. Cho coi như chúng ta ôn lại nhiều lại nhé nha. Rồi cái này chúng ta bỏ nó cho nào, nhấp để bỏ nó được chưa nào. Cái hình mẫu của người ta xóa đi bởi vì chúng ta làm xong rồi. Ok được rồi ha. Rồi. Chúng ta đã làm được cái mẫu thứ nhất, chúng ta sẽ sang mẫu thứ hai. Rồi. Mẫu thứ hai tôi sẽ mở cái trang 3 này. Đây là mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai nó cũng tương tự như vậy ha. Giờ nếu mà để cho nhanh thì tôi copy lại cái này cho lẹ nhé. Tôi làm unlock vào trước. Unlock vào trước. Ctrl C copy. Lẹ khỏi mất thời giờ cho các bạn nhé. Ctrl V tôi có ở đây. Còn cái này đó thì nó hơi khác một chút xíu. Hơi khác một chút xíu. Tôi phải ấy nó lại. Nãy nó xoay 45 độ, giờ tôi xoay nó trở lại là zero, đúng không? Rồi. Ok, tôi unwrap nó ra. Unwrap nó ra. Bây giờ các bạn quan sát. Cái này này, nó nằm ở giữa. Nó nằm như chữ T vậy đó. Chữ T đó nha, nó nằm rồi nè. Đúng không? Rồi, nó nằm như vậy. Thì bây giờ tôi cũng phải canh lề lại nha. Chọn nó và chọn cái này. Rồi. Nhấn chữ B để canh với đáy. Canh bottom, nhấn chữ B. B, canh với đáy. Rồi, được chưa nào? Nhấn chữ C để canh giữa hai bên, những chữ C nha, để canh giữa. Rồi ok, bảo đảm nó canh giữa rồi đó. Tôi chắc cầm cái này tôi giữ control, tôi lật nó lại. Rồi ok, nó đã giống mẫu được chưa. Rồi group nó lại đơn giản ha. Rồi tôi bây giờ tôi mới xoay nó 45 độ được chưa nào. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ tính cái bước nhảy của nó. Cộng thêm một cái nha, nhấn phím cộng để có thêm một cái. Chúng ta sẽ coi cái bước nhảy của nó. Bước nhảy của nó thì nó sẽ như thế này, nó sẽ ngay giữa cái này đúng không? Này chữ T đó, đây là chữ T ha, đây là chữ T đó. Nó sẽ như thế này. Ok, tôi phóng lớn lên để tôi làm cái tính toán cái bước nhảy của nó. Các bạn đây, cái bước nhảy theo trục x á, thì nó cái đỉnh này này nó sẽ vào đây đúng không? Nhưng mà cái chỗ này khổ, cái chỗ này nó không có cái điểm nào để bắt dính hết. Các bạn coi này, thí dụ giờ tôi nhấn F5 nha, tôi coi nó bắt dính cho, nó chỉ bắt dính vào cạnh thôi, mà cái cạnh thì nó bao la, không biết nó chỗ nào nó chính xác, tức là nó không có cái điểm chính xác để mà chúng ta bắt. Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi ok, và bây giờ này chúng ta sẽ suy luận một chút xíu. Rồi. Cái cạnh này á, cái đỉnh này nó sẽ bắt vào cái cạnh này, nhưng mà nó bắt ở đâu thì chúng ta nhớ lại một điều là cái này nó là 20 mm, cái này là 40 mm, tức là cái này này cạnh này bằng một nửa cạnh này, đồng ý không? Rồi bây giờ nếu mà nó bắt vào cái khoảng này ha, bây giờ thí dụ cái đỉnh này nó là zero, nó bắt vào đây thì nó sẽ tương ứng với cái gì? Nó sẽ tương ứng với cái chỗ này, thì cái giữa ở chỗ này, cái giữa ở cạnh ngắn nó sẽ tương đương với cái giữa của cạnh dài. Các bạn đồng ý không? Đồng ý cái điều đó không? Đó. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta sẽ bắt như thế này. Cái này và cái này. Đồng ý chưa? Này. Đây là thí dụ nha. Này, này. Hơi hơi khó hiểu ha. Hơi khó hiểu. Bây giờ tôi làm thì các bạn sẽ hiểu ngay nha. Vừa rồi tôi suy luận thì các bạn có thể hơi khó hiểu. Nha. Bây giờ chúng ta làm như thế này đi. Như thế này là có lẽ dễ hiểu hơn nè. Chúng ta dùng hai cái đường giống, kéo một cái đường giống xuống. Có phải là cái đỉnh này nó nằm đây không? Nó sẽ ăn vào đây. Đồng ý không? Nhưng mà cái điểm chỗ này là chúng ta không có điểm nào để bắt dính, đúng không? Thì chúng ta sẽ lợi dụng cái điểm giữa của cái này nha. Để tôi sẽ kéo một cái này đây. Cái điểm giữa chỗ này thì các bạn thấy như nào? Điểm giữa của chỗ này nó sẽ bắt vào điểm giữa chỗ này. Nó là hai đường thẳng song song nha. Ok, được chưa? Tức là bắt điểm giữa đây với điểm giữa này, chúng ta sẽ tính toán được cái bước nhảy của nó. Rồi, tôi xóa cái này đi. Cái này với cái đường giống này cũng xóa luôn, không cần nó nữa. Rồi, ok. Bây giờ tôi F5. Và tôi nghĩ cái điểm giữa ở đây là midpoint. Chừng nào mà thấy nó báo midpoint nha, midpoint mới là đúng nha. Nhấp một cái tới đây, tìm cho bằng được midpoint nha. Đây, midpoint, được chưa? Click một cái, nhấn phím space bar coi kích thước nó bao nhiêu. Nó là 42.426
Ok. Rồi. Ha. Rồi. F8. Tôi sẽ ghi x. X của nó là vừa rồi ta là 42.42.6 đúng không? 42.426. Rồi. Được chưa? Rồi, enter y luôn. Nha, y thì lát nữa chưa biết nha, nhưng mà tạm thời vậy đi. Ghi trước. Rồi. F4. Coi nó đúng hay không nha. Bây giờ trước mắt tôi phải coi nó đúng hay không, cái bước nhảy nó đúng hay không. 42.42 rồi. Bây giờ chúng ta về lại transform nha. Nhấp vào cái nút này nha. 42.426 đúng không? X cái trục x này ha. 42.426. Rồi. Apply đúng ha. Đúng. Nếu mà đúng rồi chúng ta nhấp Ctrl A. Được chưa nào? Chúng ta được bước theo trục x. Bây giờ bước theo trục y. Tôi sẽ copy cái này. Nhấn phím cộng copy nha. Và tôi sẽ làm thí dụ này. Để coi nó sẽ đi như thế này. Các bạn đồng ý không nào? Rồi, ok. Cái này thì cũng tương tự như hồi nãy thôi. Thay vì cái đỉnh này á xuống đây, đúng không? Thì chúng ta không bắt được cái gì ở đây hết, thì chúng ta sẽ bắt giữa ở đây, cái giữa ở đây ha. Rồi, chúng ta nhấn F5. Tìm cho bằng được midpoint nha, midpoint. Đây cũng là midpoint nha, click midpoint, click một cái. Nhấn phím spacebar coi kích thước là bao nhiêu. Kích thước nó cũng là 42.426 ha. Như vậy là hai chiều nó bằng nhau nha. Rồi, ok. Tôi nhập nó vào đây. Trừ nhé, phải có chữ trừ nhé, trừ tạo nó xuống dưới mà đúng không? Trừ 42. Đúng không? Trừ 42.426. Được rồi ha. Rồi. Mua cái này ra ngoài. Xóa cái đường gạch này đi. Rồi. Quét chọn cái cụm này. Rồi. Bây giờ vào bên transform. Click đây. Trừ 42. 42.426. Apply coi đúng không? Apply. Đúng ha. Đúng rồi thì Ctrl A. Nhấp vào chỗ này. Rồi. F4. Được rồi ha. Rồi. Quét chọn toàn bộ cái này. Group nó lại. Lúc nữa là được chưa nào? Rồi, ok. Rồi chúng ta lock cái này lại, lock lại để lát tôi đổi màu nó không ảnh hưởng đến nó thôi nha. Đó là cái lý do như vậy nha. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ đổi màu cho cái này. Rồi vào bên file and replay nha. Cũng làm lại như hồi nãy thôi. Tôi đổi màu gì? Tôi đổi màu đen. Màu đen ra màu đỏ. Rồi, fountain fill, file all, replay. Nào. Rồi đổi tiếp màu trắng. Màu trắng ra màu vàng. Fountain fill, file all, replay all. Nào. À, ok. Được rồi ha. Coi như xong á nha. Rồi cái này chúng ta bỏ nét. Được chưa nào? Rồi, cái hình mẫu thì thấy giống rồi đó, chúng ta xóa đi ha. Rồi, chúng ta cũng vẽ một hình chữ nhật. Nhấn F6 để vẽ một hình chữ nhật. Rồi, canh lề cho nó nha. Shift canh lề nó với cái này. Rồi nhấn Y, nhấn C để canh lề hai chiều nha. Rồi nhấn chọn cái mẫu này. Rồi Object Power Clip Play Inside Frame. Nhấp vào đây. Ok. Bỏ nét. Được chưa nào? Ok ha. Coi như ta C nó lại. Vô đây. Chúng ta đã vẽ được hai cái mẫu này. Được chưa nào? Ha. Tôi vừa hướng dẫn các bạn cách vẽ một cái mẫu đan phên nha. Đây chỉ là cái cách vẽ đơn giản để các bạn có cái ý tưởng về vẽ một cái mẫu nền nha. Coi đơn giản vậy chứ nếu mà tôi mà không hướng dẫn mà các bạn mà bỏ công các bạn suy nghĩ mà vẽ hình như cũng hơi mệt đó nha. Rồi. Có một cái kinh nghiệm nó cũng chia sẻ cho các bạn luôn nha. Với cái mẫu dạng nền như thế này đó, chúng ta chỉ lưu lại cái cụm hình gốc và cái ghi chú thôi. Đây là cái hình cụm hình gốc này và cái ghi chú này, chúng ta chỉ lưu lại đây thôi nha. Đó, chứ không có lưu hết nha. Chúng ta chỉ lưu vậy thôi. Đó, còn cái này chúng ta xóa đi nha. Khi nào chúng ta in cho khách hàng chúng ta mới array nó ra. Tại sao ạ? Tại sao tôi nói là chỉ có in giữ giữ lại lưu cái này thôi. Tại các bạn có bước nhảy rồi, có hình gốc rồi,
Như thế này nè, có nhiều cái mẫu in á, khách hàng đòi hỏi phải xuất ra cái bản phim cái khổ giấy nó A0 hoặc là lớn hơn nữa kìa nhé. Nếu mà các bạn lưu cái file mà đầy đủ cho cái khổ A0 á, cái file hình nó sẽ lớn khủng khiếp luôn. Nếu hình mà có bitmap hay là có cham nữa thì nó còn thê thảm hơn nha. Đó là kinh nghiệm ngày xưa tôi đi xuất phim, thì giờ tôi nói lại cho các bạn biết cái đó, chứ không có phải khách hàng xuất cái bản A1 hay A0, các bạn vẽ cho đủ A1, A0 rồi các bạn lưu lại cái này là chết luôn đó. Mấy các bạn mà coi như là ngùa quạng một chút là khỏi khỏi in luôn nha. Rồi ok, nên cho nên nó là dân chuyên nghiệp, người ta chỉ có lưu lại cái cụm hình gốc này thôi. Ngày xưa tôi chỉ lưu có chút xíu mà thôi, mà tôi nghĩ là dân chuyên nghiệp là người ta chỉ lưu vậy thôi nha. Đó, khách hàng cần in cỡ bao nhiêu thì chúng ta sẽ array nó bấy nhiêu. Ok, bài này tới đây là hết nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.